Xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn một mẫu xe bên em vừa mới nhập về đấy ạ. Đó là mẫu Toyota Vios E sản xuất 2015. Xe trang bị hộp số là hộp số sàn. Xe có nước sơn màu đỏ cực kỳ đẹp luôn cả nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ cực kỳ bắt mắt luôn, cực đẹp đấy ạ. Xe thì trang bị phanh ABS 4 bánh này. Rồi xi nhan tích hợp trên gương. Tất cả những tay nắm cửa đều được bọc mạ chrome. Đều được bọc mạ chrome hết rồi. Rất đẹp luôn. 4 lốp đẹp, la răng đúc lớn. Vios E sản xuất 2015. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 398 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Vios E thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe nhé. Đấy ạ. Em sẽ đi tổng quan về ngoại thất của chiếc xe này để cho cả nhà có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe. Chiếc xe này thì em vừa mới nhập về thôi ạ. Bên ngoài thì nó hơi bẩn một chút. Như cái này thì em sẽ cho đi rửa cho sạch sẽ luôn. Cho cả nhà về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Chiếc xe Vios này thì nó đang trang bị hộp số là hộp số sàn, động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Nó chạy đường trường thì chỉ hơn 5 lít và trong đô thị thì tầm 7 lít. Thì đâu đó nó sẽ vào tầm cỡ khoảng 6 lít đến 6 lít 2 trên 100 km đường hỗn hợp thôi, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Hơn 6 lít một tí thôi là chúng ta đã có 100 km rồi. Rất là tiết kiệm đúng không ạ? Rất là tiết kiệm luôn. Đây, chúng ta có thể là nhìn từ đằng trước này. Hai đèn pha rất là lớn các bạn nhé. Đèn pha rất là lớn này. Đèn halogen, phản xạ đa chiều rất lớn luôn. Cũng như là gì ạ? Đèn gầm đầy đủ luôn nhé, đèn gầm hai bên này. Đó, đèn gầm hai bên cũng là đèn halogen luôn. Đó. Vios, một chiếc dòng xe nồi đồng cối đá rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam luôn. Một dòng xe nồi đồng cối đá rất là chất nhé cả nhé, rất là chất luôn. Máy móc thì rất chất. Con này bảo trì bảo dưỡng thì cực kỳ lành luôn. Đây ạ, lốp trước đây chúng ta có thể thấy không ạ? Lốp rất là dày dặn nhé. Lốp dày dặn đó, lốp rãnh, lốp còn sâu này. Đấy, đi rất tốt luôn, còn rất là lâu luôn. Phanh ABS này đầy đủ luôn đó. Chiếc xe đây ạ, chúng ta có thể nhìn tất cả các chi tiết này. Đấy, tất cả các chi tiết luôn, rất đẹp, rất đẹp như này nhé, rất đẹp luôn. Xe có nước sơn màu đỏ đây ạ, xi nhan tích hợp trên gương này, rồi gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe điện đầy đủ luôn. Xe còn đăng kiểm đến tháng 2 năm 2019, 20. Đến tháng 2 năm 2020 cả nhé. Đến tháng 2020. Xe còn đăng kiểm rất là dài luôn. Đây ạ, chúng ta có thể kiểm tra về tất cả các gương kính trên xe này. Đó. Kính zin luôn này. Đó, kính zin luôn. Kính này cũng là kính zin luôn này. Cũng là kính zin luôn này. Đó. 215 các bạn nhé. 215 kính zin. Kính này cũng vậy này. Cũng là kính zin này. Tất cả các tay nắm cửa đây. Bọc mạ chrome hết này. Đấy. Bọc mạ chrome hết này. Có mí chắn mưa này. Đấy, mí chắn mưa trên cánh cửa luôn này. Rất tuyệt vời luôn. Đây ạ, chúng ta có thể kiểm tra xem đèn hậu đây. Đèn hậu rất là lớn, rất sáng luôn, cả hai bên luôn cả nhà nhé, cả hai bên luôn. Rất sáng luôn. Đó. Không hề khác màu luôn. Không hề khác màu, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc Vios E sản xuất 2015. Đây, kính là kính zin nhá. Kính zin luôn đấy ạ, kính zin luôn. 2015. Đây ạ, lốp này. Rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây, tay nắm cửa đây. Đây ạ, các thông số đây. 6,3 lít trên 100 km đường hỗn hợp, 5,4 lít trong đô thị và gì ạ? À, 5,4 lít ngoài đô thị và 79 lít trong đô thị. Đây ạ, kính này là kính zin này. Kính là kính zin này. Kính này cũng là kính zin này, cũng là kính zin luôn này. Kính này cũng là kính zin này. Tất cả các gương kính của chiếc xe này đều là kính zin cả nhé, đều là kính zin luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đây chúng ta có thể nhìn tổng quan này. Rất khít đẹp luôn. Rất trường xe nhé. Rất trường xe luôn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem một chút về nội thất của chiếc xe này, Toyota Vios 2015. Đó, một dòng xe cực được ưa chuộng tại Việt Nam và chạy cực kỳ nhiều tại thị trường Việt Nam. Dòng Toyota Việt Nam thì rất được ưa chuộng. Xe máy thì Honda, ô tô thì Toyota đúng không ạ? Rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Đấy, keo chỉ bao zin luôn cả nhà nhé. Keo chỉ bao zin luôn. Đây ạ, táp ly táp lô này. Không hề bị bóng mờ luôn, không hề bị bóng mờ, mới chạy được có 4 năm thôi. Đây ạ. Đó.
đầy đủ luôn. Đây, gương kính chỉnh điện, gương cục xòe điện đây, đầy đủ luôn. Vô lăng rất chất luôn cho một chiếc xe. Điều hòa chỉnh tay đây, số sàn, tay nắm đây, táp ly táp nô đây ạ, sạch sẽ luôn cả nhà nhé, rất sạch sẽ luôn, táp ly táp nô vô cùng sạch sẽ luôn đấy ạ, táp ly táp nô sạch sẽ, rất chất luôn, đây ạ, trần bọc nỉ này, tấm chắn nắng theo xe còn nguyên bản này, zin luôn này, đó. ghế bọc da này, màu vàng kem. Đấy, màu kem rất là đẹp luôn. Có ghế tựa đầu cho hàng ghế sau này, đăng ký 5 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi luôn. Vios chạy cực kỳ lành luôn cả nhà nhé, cực kỳ lành luôn. Đây, đầu đĩa DVD luôn, CD đầy đủ luôn. Con xe này đây, chúng ta sẽ kiểm tra xem ốp đồ con xe này chạy được bao nhiêu rồi. Chạy được 10.000 thôi. Đã, bây giờ là chúng ta sẽ kiểm tra đến keo chỉ này, rồi động cơ của chiếc xe này. Keo chỉ và động cơ chiếc xe này nhé. Chúng ta sẽ kiểm tra đến phần khoang máy của chiếc xe này. Khoang máy của chiếc xe. Đây ạ, phần động cơ của chiếc xe đây. Xe thì em vừa mới lấy về cả nhé. Vừa mới nhập về bên em đây, tai đèn zin của nhà sản xuất này, tất cả các chi tiết luôn nhé, đó, tất cả các chi tiết luôn, rất đẹp luôn, đó, rất đẹp luôn. Vừa mới lấy về nên là em chưa kịp vệ sinh cái này, thì em sẽ cho đi vệ sinh sạch sẽ luôn. Đây ạ, bình ắc quy còn xanh lè này, tất cả những ốc vẩy màu này, đó, ốc vẩy màu QC nhà máy còn nguyên nhất cả nhé. Đây ạ, bên dưới cũng vậy, đấy, còn nguyên luôn. Đây ạ, đấy, ốc vẩy màu QC này, ốc vẩy màu QC của nhà máy còn nguyên luôn, tai đèn zin của nhà sản xuất này, tất cả các chi tiết luôn. Động cơ 1.5 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đây, ốc vẩy màu đây ạ. Đó, ốc vẩy màu đó, rất chất luôn. Đây cũng vậy, chưa hề ra luôn. Đấy, ốc vẩy màu còn nguyên, máy này ốc vẩy màu còn nguyên cả nhé. Đó, tất cả còn nguyên luôn. Động cơ 1.5 rất là tiết kiệm nhiên liệu cả nhé, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nó chỉ 6 lít 2, 6 lít 3 trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Xe thì bảo trì bảo dưỡng dòng Vios này thì cả nhà đã biết rồi đúng không ạ? Rất là lành luôn, chạy cái dòng này rất là lành luôn. Đồ thay thế thì rất là nhiều, sửa chữa thì lại rẻ, bảo hành bảo dưỡng rẻ. Đó, chi phí vận hành ít, nhiên liệu chỉ 6 lít, hơn 6 lít trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Keo chỉ thì bao zin luôn cho cả nhà nhé. Keo chỉ thì bao zin luôn. Đó, tất cả các chi tiết đấy ạ. Đó, keo chỉ bao zin luôn. Tất cả những dòng cao su còn nguyên, không hề mất một phân. Không hề mất một phân luôn, cực kỳ đẹp luôn. Nội thất da rất là đẹp luôn. Nội thất da cực kỳ đẹp luôn. Có sưởi kính, sấy kính đầy đủ. Có cổng cắm USB. Đầu đĩa CD đầy đủ luôn. Có cổng điện ra 12V. Đầy đủ luôn cả nhà nhé. Đầy đủ luôn, không thiếu một chức năng gì luôn. Xe rất là chất luôn cả nhà nhé. Rất là chất luôn. Đây, chúng ta có thể xem đây ạ. Tất cả keo chỉ này rất đẹp luôn nhé cả nhà, keo chỉ rất đẹp luôn đấy, keo chỉ cực kỳ đẹp luôn, hồ sơ cầm tay luôn. Về chỉ việc chúng ta chỉ việc sang tên thôi, sang tên chính chủ của chúng ta, hồ sơ cầm tay. Con này thì em đã rút hồ sơ rồi đây ạ. Đó, hàng ghế sau rất chất luôn. Đây ạ, loa này rất là hay luôn, điều hòa mát, âm thanh hay. Đây, chúng ta có thể xem cái phần đít xe đây, tai đèn zin này. Tai đèn zin của nhà sản xuất này. Tất cả các ốc đinh tán đây còn nguyên này. Còn nguyên luôn. Đây. Lắp cúp đít đây, keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà luôn. Tất cả các chi tiết rất đẹp luôn. Keo chỉ bao zin luôn. Đây cũng vậy, tất cả các ốc đinh tán này. Ốc đinh tán của nhà sản xuất còn nguyên luôn cả nhé. Đấy, tai đèn zin của nhà sản xuất này. Nắp cốp đít đây. Rồi cốp để đồ rất là rộng rãi luôn. Đấy, cốp để đồ rất là rộng rãi luôn. Đấy, lốp sơ cua đây. Kích lắp đầy đủ nhé cả nhà nhé. Cực kỳ rộng rãi luôn.
kỳ rộng rãi luôn. Đây, để đồ này. Chúng ta thấy không ạ? Rất rất rộng luôn nhé. Vios thì cái đuôi để đồ của nó cực kỳ rộng luôn. Cực kỳ rộng luôn. Quá rộng rãi luôn. Chúng ta có thể mua về phục vụ gia đình đi lại, hay là chúng ta chạy khách cũng được. Bởi cái dòng này chạy ra rất là tiết kiệm xăng. Rất là tiết kiệm xăng luôn. Dịch vụ gia đình, đúng không ạ? Họ phục vụ gia đình đi lại cũng rất là tiện luôn. Bởi vì nó rất là lành. Xe thì tiết kiệm nhiên liệu. Đây ạ, Tabli Tabno thì rất đẹp luôn. Không hề bị bóng mờ nhé. Không hề bị bóng mờ. Keo chỉ bao zin luôn. Tất cả các chi tiết luôn này. Bản lề cánh cửa này. Đấy. Giòn cao su còn nguyên luôn. Không hề mất một phân. Không hề mất một phân nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp luôn. Đây ạ. Tất cả các chi tiết luôn. Keo chỉ zin nguyên luôn. Xe bao không đâm đụng, không ngập nước cho cả nhà luôn. Bao không đâm đụng, không ngập nước luôn. Đây, em sẽ soi gầm máy cho cả nhà xem. Dạ. Gầm máy của chiếc xe này vô cùng tuyệt vời luôn cả nhé. Vô cùng chắc chắn luôn. Không hề có dấu hiệu gì xét đâu. Không hề có một dấu hiệu nào gì xét hết cả nhà nhé. Đó. Cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất luôn. Vừa rồi thì em có làm video chi tiết về chiếc Toyota Vios. Vios sản xuất 2015. Một chiếc Vios E sản xuất 2015. Chiếc này bên em đang bán với giá là 398 triệu. Có ba anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Toyota Vios thì hãy liên hệ cho em công ty số điện thoại là 0945883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Cô bác anh chị và các bạn mà đang theo dõi trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Khi chúng ta nút màu đỏ đăng ký rồi, nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta gì ạ? Sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng về giới thiệu những mẫu xe mới nhất về salon bên em nhé. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video ạ. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.